Từ hôm nay, 19 tỉnh thành phía Nam giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16. Nỗi lo về thiếu hụt nguồn cung hàng hóa thiết yếu trở nên cấp thiết. Trước đó, mỗi ngày riêng thành phố Hồ Chí Minh đã thiếu hụt 1.000 tấn thực phẩm tươi, rau củ quả. Các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đang sắn tay cùng nhau đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa phía Nam. Thưa quý vị, ngay sau khi có thông tin về việc thực hiện giãn cách xã hội ở vùng phía Nam, các bộ ngành giữ vai trò chủ chốt cũng đã lập tức bắt tay vào việc chống đổ gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập tổ công tác chuyên biệt trực tiếp vào miền Nam để hỗ trợ cung ứng hàng hóa, kết nối tiêu thụ nông sản. Và sau khi công bố luồng xanh quốc gia cho xe đi qua vùng dịch, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã lập tổ công tác đặc biệt tại miền Nam để xử lý và giải quyết ngay những phát sinh liên quan trong hoạt động vận tải. Mặc dù vậy, trên thực tế thì các xe chở hàng di chuyển theo luồng xanh giữa các điểm nóng như 19 tỉnh miền Nam được phản ánh là vẫn chưa thực sự xanh, tức là doanh nghiệp còn gặp phải nhiều khó khăn cũng như vướng mắc liên quan đến các loại giấy thông hành, đặc biệt là giấy xét nghiệm COVID-19. Nỗi lo về việc chậm trễ lưu thông hàng hóa cũng như thiếu hụt cục bộ hàng hóa vẫn đang hiển hiện. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã cấp hơn 38.000 giấy chứng nhận luồng xanh cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng lên Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó hơn một nửa số xe là phục vụ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu. Theo doanh nghiệp, dù thủ tục cấp giấy chứng nhận nhanh chóng, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn gặp trở ngại trong lưu thông hàng hóa khi một số địa phương vẫn kiểm soát giấy xét nghiệm COVID-19 của lái xe với mỗi kiểu khác nhau. Hiện nay là tất cả các tài xế là phải xét nghiệm, phải thực hiện rất là nhiều chỉ thị, nhiều cái biện pháp phòng chống dịch của các tỉnh. Chưa thống nhất nhau, có tỉnh này thực hiện cái biện pháp này, tỉnh kia thực hiện biện pháp khác. Nên đâm ra là cái chi phí rồi cái để mà vận chuyển rồi xét nghiệm rồi mọi thứ của tài xế cũng rất là tăng, rất là cao. Thực tế thời gian qua, tình trạng giá thực phẩm tươi sống tăng cao, một số loại rau củ bị tăng giá gấp nhiều lần tại một số chỗ bán, đã gây nhiều bức xúc cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân được các đơn vị phân phối lý giải là do chi phí vận chuyển, tỷ lệ hư hao phát sinh trong thời gian lưu thông hàng hóa tăng. Hỏi rằng là giá bán của bó rau của Bách Hóa Xanh ngày hôm nay nó có cao hơn Bách Hóa Xanh trước dịch không? Điều đó là có. Mà trong cái điều kiện này á, người bán rau cho Bách Hóa Xanh không chỉ là cái việc là người ta bán và người ta tăng giá, mà ngày hôm qua họ nói là tôi sẽ giao cho anh 10 tấn rau. Nhưng mà bây giờ họ nói là tôi không có xe tải, thì bây giờ phải lùng xe tải xuống mình đi. Tức là mọi cái điều kiện mua hàng bình thường khác nó được xé bỏ ra để phải tăng đủ lượng hàng lên cung cấp cho nhu cầu người dân. Giá cao, quá tải tại các siêu thị, thiếu hàng cục bộ vẫn đang là những khó khăn với một bộ phận người dân Thành phố Hồ Chí Minh lúc này. Rau củ quả rất là mắc. Mắc quá không dám mua luôn. Ví dụ bình thường mua 10.000 thì giờ khoảng 12, 13.000 vậy đó. Nhưng mà phải đi sớm chúng mới còn đồ tươi. Bây giờ mùa dịch thì bán thì hơi đắt rồi. Nhưng mà thôi phải chấp nhận, người ta cũng vận chuyển xa lên thì cũng tốn tiền. Thì bán thì có đồ mua là tốt rồi. Dù Ban Chỉ đạo Quốc gia đã thống nhất lưu thông hàng hóa trong 19 tỉnh thành không cần giấy xét nghiệm âm tính, nhưng doanh nghiệp phản ánh tình hình vẫn cơ bản như cũ. Doanh nghiệp kiến nghị các địa phương sớm thực hiện quy định này để giải quyết được các ách tắc trong giao thương. Và một câu chuyện nữa cũng rất đáng chú ý thưa quý vị, đó là liên quan đến kiến nghị bỏ giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong lưu thông hàng hóa với 19 tỉnh thành phía Nam. Trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng ngày 18 tháng 7, Ban Chỉ đạo đã thống nhất giao Bộ Y tế hướng dẫn việc vận tải lưu thông hàng hóa trong nội bộ vùng 19 tỉnh thành này theo tinh thần là lái xe, người đi cùng không cần phải có giấy xét nghiệm âm tính nhưng vẫn phải khử khuẩn và không tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên để tinh thần này được hiện thực hóa thì cần phải sớm có những văn bản hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trong khi đó, về phía các địa phương thì ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành luồng xanh trên đường thủy để vận chuyển hàng hóa rau củ quả bằng tàu từ Tiền Giang, Bến Tre, Long An lên cung ứng cho Thành phố Hồ Chí Minh, giải tỏa một phần áp lực cho đường bộ. Luồng xanh đường thủy này giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển do không phải trải và đi qua các chốt kiểm dịch. Trong ngày hôm nay đã có gần 40 tấn nông sản được vận chuyển bằng tàu tới các tỉnh để bàn giao cho Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phân phối đến các điểm bán lẻ. Công suất tối đa thời gian tới có thể sẽ lên đến 100 tấn mỗi ngày. Và trong ngày hôm nay, nhóm phóng viên của bản tin cũng đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tìm hiểu về những giải pháp mang tính chiến lược toàn diện hơn với bài toán đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa cho phía Nam. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết,
ngay trong đêm qua, tổ công tác tiền phương đặc biệt đã được Bộ trưởng ký ban hành do một thứ trưởng đứng đầu. Hôm nay, tổ công tác đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp phối hợp và tháo gỡ cho công tác vận tải hàng hóa. Đoàn vào sẽ tiếp tục thực hiện cái vấn đề là chỉ đạo trực tiếp và phối hợp trực tiếp và để xử lý những vấn đề trực tiếp để làm sao để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc mà nó thuộc cái chức năng nhiệm vụ của Bộ, rồi để phối hợp với các địa phương để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc làm sao đấy để đáp ứng cái nhu cầu vận tải tốt nhất trong vấn đề chống dịch. Còn theo lãnh đạo Bộ Công Thương, tổ công tác của Bộ có nhiệm vụ kết nối các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, bán lẻ để sẵn sàng các nguồn hàng thiết yếu nhằm đảm bảo cung ứng cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tổng cục Quản lý thị trường và các cục quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo lưu thông hàng hóa, chống hiện tượng găm hàng, nâng giá, ép giá, bán hàng kém chất lượng. Cục Điều tiết Điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung điều tiết điện, không để thiếu điện sinh hoạt, không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và điện cho các cơ sở y tế, các khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bất kỳ tình huống nào. Ngay trong chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 19 sở chuyên ngành tại khu vực phía Nam nhằm thúc đẩy sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nông sản, lương thực thực phẩm cho người dân trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp. Chúng tôi cũng thống nhất với các địa phương là phải xây dựng các cái chuỗi kết nối đưa vào các cái siêu thị và các chợ trung tâm của thành phố. Và chúng tôi cũng thống nhất là đề nghị các cái sở nông nghiệp quan tâm hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất và nhất là cơ sở giết mổ và cơ sở đóng gói các cái sản phẩm. Đề nghị các cơ sở này phải đảm bảo cái yêu cầu về phòng chống dịch Covid, triển khai các hình thức xuất tiến thương mại theo cái thương mại điện tử để kết nối tiêu thụ sản phẩm. Vâng, đó là những giải pháp căn cơ để có thể đảm bảo lưu thông hàng từ vùng trồng cho đến nơi sản xuất, đến với các địa phương và những đơn vị phân phối. Một vấn đề cũng quan trọng không kém đó là nhóm giải pháp lưu thông hàng từ đơn vị phân phối cho việc đến tay người dân cũng phải được triển khai quyết liệt hơn. Trong cuộc họp tổng kết 7 ngày cách ly xã hội, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có thời điểm thành phố đã thiếu hụt đến 1.000 tấn lương thực, thực phẩm tươi, rau củ quả mỗi ngày so với con số trung bình là 7.000 tấn trước dịch. Tình hình trầm trọng hơn khi mà thời gian vừa qua, phần lớn các chợ đầu mối và chợ truyền thống, những điểm bán nhỏ lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đã phải đóng cửa phòng dịch. Trong khi thông thường thì kênh này tải đến hơn 70% lượng hàng đến tay người dân. Các kênh hiện đại như là siêu thị hoặc là cửa hàng tiện lợi hoặc là thương mại điện tử chỉ có công suất tải được 30%, dẫn đến tình trạng quá tải. Người dân có thể nói là khó mua hàng. Và theo đó, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trưởng ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa miền Nam, điều kiện tiên quyết ở đây là phải đảm bảo cung ứng hàng hóa, phải mở lại các chợ truyền thống. Và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu thực hiện việc này vài ngày gần đây. Chợ Bình Thới là một trong những chợ truyền thống đầu tiên được mở cửa trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong tuần này sẽ có hơn 10 chợ truyền thống khác cũng được mở lại. Trước tiên với các mặt hàng thực phẩm, rau củ quả thiết yếu. Để được bán lại, các chợ phải có phương án tổ chức hoạt động luân phiên. Tiểu thương có kết quả xét nghiệm âm tính, các hình thức mua hàng qua điện thoại, mua hàng trực tuyến tiếp tục được khuyến khích để đảm bảo tối đa quy định phòng dịch. Nhờ ban quản lý kiểm soát cả chặt chẽ, mình bán cũng an toàn. Lựa chọn một số tiểu thương có kinh nghiệm, có năng lực, có cái mối lái về cái nguồn cung. Thì tổ chức là nhận hàng về thì hàng hóa thì được chuẩn bị theo cái phương thức là đóng gói sẵn với quy cách là đồng giá. Và người dân thì ở khu phố thì được thông tin và được phát phiếu đi chợ. Còn với các chợ trực tuyến thì cũng đang tăng công suất. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn để tận dụng lợi thế hệ thống kho hàng giao vận sẵn có. Theo đó, sàn Lazada cho biết đã thiết kế một quy trình mới cho vài chục nhà bán rau củ quả trong những ngày qua, giảm đến 2/3 thời gian chuyển đổi lên sàn và bỏ đi một số khâu trung gian trong quy trình thông thường để tăng tốc độ giao hàng tươi sống. Sử dụng cái mô hình mà có thể vận hành với quy mô lớn, nhưng cắt bớt một số cái công đoạn để phục vụ riêng cho cái mặt hàng tươi sống và rau củ quả này. Thì qua đó là hàng hóa vẫn đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, đáp ứng kịp thời cái nhu cầu của người tiêu dùng. Và hiện tại thì cũng đang rất nhiều nhà bán hàng đang cũng đưa cái mặt hàng rau củ quả này lên trên sàn Lazada. 1.000 địa điểm bán hàng thực phẩm mới cũng được ngành công thương thành phố bổ sung bằng cách huy động mặt bằng sẵn có của các chuỗi cửa hàng thiết yếu khác như bưu điện hay dược phẩm. Khi mà lần đầu tiên cung ứng về mặt hàng rau củ quả thì chúng tôi được sự hỗ trợ
từ Sở Công Thương trong việc thông tin về các nhà cung cấp tiếp cận được cái nguồn gốc và đảm bảo an toàn, chất lượng đến cho khách hàng. Hiện đã có gần 500 điểm bán thực phẩm chéo như vậy được tổ chức và đang tiếp tục được mở rộng để đạt mục tiêu 1.000 điểm. Hoạt động sẽ duy trì cho đến khi các chợ truyền thống hoạt động trở lại bình thường. Và trước bối cảnh áp dụng chỉ thị 16 với 19 tỉnh thành phía Nam, Bộ Công Thương đã nhiều lần khẳng định là đã sẵn sàng kịch bản đủ hàng hóa, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Trong mọi tình huống, hai ngành công thương và ngành nông nghiệp chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân là không để đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là lương thực thực phẩm và thuốc men, để tránh những xáo trộn không đáng có trong giai đoạn khó khăn. Còn về phía các bộ ngành địa phương sẽ cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo lưu thông, phân phối hàng hóa. Người dân cũng cần bình tĩnh, không tích trữ hàng hóa quá nhu cầu, khiến tự gây khó cho mình và người khác. Còn đối với thủ đô Hà Nội, Sở Công Thương thành phố cũng cho biết đã làm việc với một số doanh nghiệp để đảm bảo nguồn cung hàng hóa và khuyến cáo người dân không cần tích trữ. Ngay trong chiều nay, phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh đã đi khảo sát một số siêu thị tại Hà Nội như Big C, Lotte, BRG Mart thì hầu hết đều thấy nguồn cung hàng hóa khá dồi dào, tăng gấp 3 lần tất cả các mặt hàng thiết yếu. Lượng khách hàng đến với siêu thị này trong ngày hôm nay đã tăng 50% so với những ngày thứ hai bình thường khác. Và giá cả thì rất bình ổn. Dự báo lượng khách hàng cũng như là hàng hóa có tăng lên thì hàng dự trữ ở đây vẫn rất dồi dào. Bước tiếp theo của chúng tôi là đang xây dựng một kịch bản cùng với các nhà cung cấp, các đối tác cũng như là nhân sự của chúng tôi để sẵn sàng cho kịch bản mà lượng mua tăng lên nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng luôn luôn làm sát đàm phán với các nhà cung cấp tránh tối đa cái việc tăng giá trong thời gian này. Với chuỗi 77 siêu thị này trên toàn hệ thống đã cam kết luôn đảm bảo hàng hóa thiết yếu tăng từ 3 đến 5 lần. Tích cực làm việc với các nhà cung cấp của mình để chuẩn bị đối với 13 nhóm hàng thiết yếu phục vụ cho bà con mua sắm. Thì chúng tôi cũng đã đặt một cái lượng hàng lớn tại các kho trung chuyển tại Hà Nội, phương tiện vận chuyển, làm sao chuyển một cách nhanh nhất. Cũng trong chiều nay, ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, các tiểu thương rất ý thức tuân thủ cam kết chống dịch an toàn và bình ổn giá. Hiện nay thì hàng hóa được đảm bảo cung ứng cho các hộ kinh doanh, hàng hóa rất là dồi dào. Giá cả thì cũng là bình ổn, giá cũng không có gì thay đổi. Yêu cầu các bà con là bán theo đúng giá niêm yết và thực hiện là không đầu cơ. Hà Nội đã đảm bảo 3 cái kịch bản để sẵn sàng cái hệ thống phân phối tiếp tục là dự trữ tăng thêm để phục vụ cái nhu cầu hàng ngày cho người dân. Và Hà Nội nếu cần biện pháp nữa thì chúng tôi sẽ kích hoạt gần 2.000 điểm bán hàng lưu động. Theo Bộ Công Thương, thành phố Hà Nội đã đảm bảo dự trữ đầy đủ 17 nhóm hàng thiết yếu. Doanh nghiệp sẵn sàng mở cửa thêm giờ, thực hiện dự trữ hàng hóa theo phương án 5 là phương án dự trữ hàng cao nhất của Sở Công Thương Hà Nội trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng.